Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án Roboti, các dự án IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật tiếp tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với dự án Kassava. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có chương trình iRope sẽ phát ra 10.000 NFT, trong đó thì 5.000 sẽ chọn từ Glim và 5.000 thì gì gì đấy, tức là random anh em nhé. Đối với cái dự án này thì anh em sẽ được một suất nhận NFT miễn phí các bạn vào Glim thôi. Đấy, đây là con NFT đến từ mạng Solana, mình không biết có tiềm năng hay không, mình không biết nữa. Ta sẽ cùng nhau làm nhiệm vụ dự án. Trước tiên là chúng ta sẽ follow với Twitter. Ta mở Twitter ra, ta tiến hành follow. Tiếp theo chúng ta join vào cái kênh Telegram. Kênh thứ nhất này. Kênh thứ hai. Chúng ta sẽ ấn con tin để xác nhận. Bây giờ các bạn sẽ mở kênh Discord ra để chúng ta join Discord nhé. Các bạn và chấp nhận lời mời. Tiếp theo chúng ta ăn con tin xác nhận. Có lẽ mình phải renew lại trang. Khi các bạn gặp lỗi tương tự thì ta renew lại trang vì thời gian chờ lâu nên là nó không nhận nhiệm vụ. Chúng ta nút tít, bạn nút tít này, con tin phần địa chỉ ví Solana, chúng ta copy phần địa chỉ ví Solana và paste phần địa chỉ ví Solana vào đây, nút con tin. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ với chương trình của dự án Cassava để chúng ta nhận token NFT của dự án này. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn ra tiếp theo.